Hello anh. Ôi. Ôi xe mới kìa. Ôi sáng nhờ. Wow. Ôi. Đúng màu em thích cái anh. À, nhìn này. Đẹp nhỉ? Bao giờ mình mua được xe này? Đẹp thế. Ôi. Thôi năm sau cố gắng nhá, năm sau hai vợ chồng cố gắng. Ôi. Đẹp nhờ. Xe anh mua cho anh con này đi. Em còn quay xe nhà người ta làm cái gì? Thì anh quay à? Năm sau anh biết mua cái gì chứ. Ôi. Dã man này. Màu đẹp nhỉ? Thôi màu... đùa thôi, ngại chết cho người ta nhìn thấy thì sao? Trong... Ừ. Ôi. Ôi vãi. Anh nào? Ôi, ôi. Anh. Sao lại mở được xe? Anh thì tỏ hoa à? Trắng. Ra đây. Em quay nhìn anh xem có hợp không? Ơ bị điên à? Dạ. Đâu mà nhờ. Thần kinh à? Anh. Anh làm gì đây anh? Dẹo ơi. Chị ơi. Chúc mừng chị nha. Chúc mừng chị có xe mới nha. Điêu đây, tên bà ở đây và bảo tôi điêu. Anh luôn trốn. Thấy không? Nghe có lại không? Không. Sao lại không? Anh mua tặng em mà. Anh lại. Này. Why, xin đấy.